Dạ vâng, em xin chào cô Trang ạ. Thì thể theo yêu cầu của cô, em đã chọn ra 4 cây bông trang y chang như cái màn hình anh bên cô đã chụp cái màn hình để gửi qua cho em á. Để em chọn cho cô 4 cây bông trang. Thứ nhất là cây bông trang màu vàng nghệ ạ, một cốt. Dạ, thứ hai là cây bông trang lá hẹ hay còn gọi là trang kim, một cốt ạ. Dạ, thứ ba là cây bông trang trắng, trang trắng một cốt ạ. Thứ tư là cây trang màu tím sen á cô. Dạ đây, cây mà bông mà cô nói nụ nhiều nhiều đây ạ. Rồi em gửi clip ngắn này đến cô để cô xem tham khảo ạ. Em cảm ơn cô rất là